Thưa quý vị, những năm gần đây, nhất là sau một thời gian chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, cùng với tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và các loại dịch bệnh gia tăng đã khiến cho con người ngày càng quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe tâm lý. Và vì vậy cũng kéo theo đó là sự nở rộ các dịch vụ chữa lành, từ trị liệu tâm lý, yoga, thiền cho tới viết chữa lành, ăn lành rồi du lịch chữa lành. Trừ khi nào mà khái niệm chữa lành lại phổ biến như hiện nay với đủ loại hình thức khác nhau, có những hình thức chữa lành hoàn toàn phi lợi nhuận Thế nhưng ngược lại cũng không ít trường hợp phải tốn số tiền lên đến hàng chục triệu đồng để có thể tham gia vào các dịch vụ này. Bản chất của chữa lành là gì? Và có phải lúc nào khái niệm chữa lành cũng được giải mã và đi đúng bản chất vấn đề hay không? Đó cũng chính là nội dung của chuyện tối nay ngày hôm nay với khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai, Viện Nghiên cứu Tôn giáo vâng xin cảm ơn à, tiến sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của ừ, chúng rồi. tôi ạ à, như chúng tôi cũng đã có chia sẻ thì có thể nói rằng là chưa khi nào mà ở việt nam của chúng ta cái khái niệm chữa lành lại được nhắc tới ở nhiều hình thức nhiều thể loại tới như vậy và không biết là theo bà thì vì sao mà lại có cái sự nở rộ phong trào chữa lành này và bản chất của chữa lành là gì ạ khi mà ta sống trong một cái đời sống vật chất nó quá dư thừa rồi thậm chí dư thừa tới mức uh, uh, khủng hoảng và thậm chí là đời sống vật chất nó lại hàm chứa cả những cái nguy cơ Thế rồi thì những cái bệnh về mặt tinh thần là thấy phát hiện nó rất rõ trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay Ví dụ như các cái bệnh stress, thế rồi các cái bệnh trầm cảm, các cái bệnh tự kỷ ở trẻ em Cũng tăng lên theo cái cấp số nhân như thế Và chính cái điều đó rồi những cái khủng hoảng về đời sống gia đình Ví dụ như là các cái quan hệ chồng vợ, cha con Bố mẹ, ông bà với các cái thế hệ con cháu Và chính vì cái khủng hoảng đó cho nên là Nảy sinh một cái nhu cầu cần được giải tỏa Cần được chữa lành Giảm cái stress đó đi Vì thế nên khi ta nói đến cái khái niệm chữa lành ấy, Thì ta phải hiểu một cái khái niệm nó rộng ra Khái niệm chữa lành nó khác hẳn chữa bệnh Chữa bệnh là chỉ chữa về mặt thực thể thôi Thế còn chữa lành là nó bao gồm cả thực thể Lại cả tinh thần Và nó thiên nhiều về cái đời sống tinh thần Và cái phổ của nó rộng hơn và chính vì cái phổ của chữa lành nó rộng hơn như thế cho nên nó mới dẫn đến cái nhu cầu cũng như cái thị trường cho chữa lành nó sung túc như viên tập viên vừa nói hiện nay. Dạ vâng ạ. Có thể nói là về bản chất thì chữa lành hay là cái việc của chúng ta chăm sóc cho sức khỏe tinh thần là một cái điều rất cần thiết và rất lành mạnh. Tuy nhiên thì dường như là ở Việt Nam của chúng ta khi mà cái khái niệm chữa lành này bùng nổ và phát triển quá nhanh thì đôi khi lại khiến cho chúng ta cảm thấy là hơi bị ngợp trong một cái thị trường chữa lành quá nhiều hình thức ví dụ như là từ ăn uống này, rồi là tập thiền, tập yoga chữa lành, du lịch chữa lành vân vân rồi thậm chí là cả yêu chữa lành nữa. Ừ. Và ma trận những cái khóa học được nảy sinh ở tất cả một cái hình thức như vậy. Vậy thì theo bà liệu rằng trong những cái ma trận khóa học này thì những cái người mà thực sự đứng ra làm nghề rồi là dạy những khóa học chữa lành này họ có đủ uy tín hay không? Và có thể chia sẻ về điều này không ạ? Ờ, tôi thì tôi cho rằng là cái, cái sự bung nở của nhiều các cái dịch vụ chữa lành nó là một quy luật tất yếu. Tuy nhiên các cái loại hình khác nhau như thế thì nó sẽ dẫn đến là cái nghiệp vụ của cơ sở đó làm sao này, đội ngũ y bác sĩ ở đấy như nào này, họ có được học được bài bản hay không để mà cấp phép thì đấy chính là vấn đề. Thế nên là nhiều khi bị những cái chiêu trò marketing, bị những cái chiêu trò dụ mời tham gia các hội thảo nọ, hội thảo kia rồi đi nghỉ dưỡng nơi này nơi kia với những cái khuếch trương quá lớn thì thì họ cũng 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 giống như là một cái con thiêu thân nhảy vào đó bắt đầu bằng cái nhu cầu thật của mình. Nhưng mà sau đó rồi thì trải nghiệm qua một cái một cái thời gian hay một cái cuộc chữa lành rồi thì mới nhận thấy rằng là à hóa ra là cái thời gian mình bỏ ra, cái đồng tiền mình bỏ ra nhận lại được cái hiệu quả chữa lành nó không tương xứng thì nó sẽ trở thành một vấn đề dạ vâng một câu chuyện mà bà cũng đã vừa nhắc tới đó chính là ngoài cái vấn đề liên quan tới uh, kiến thức tới chuyên môn của những người quản lý những cái dịch vụ chữa lành đó thì chúng ta cũng cần phải bàn tới câu chuyện là cái chi phí mà cái người muốn chữa lành phải bỏ ra chúng ta biết là để mà đạt được cái điều gì đó chúng ta vẫn phải bỏ ra vốn đúng không ạ có thể là tiền bạc có thể là thời gian có thể là công sức tuy nhiên khi mà cái chi phí đó quá lớn và thậm chí là một cái dịch vụ mà chúng ta mong muốn chữa lành về tinh thần mà lại đi kèm với một loạt những cái loại hình ví dụ như là du lịch nghỉ dưỡng này hay là có thể là bán thực phẩm chức năng mà cái số tiền để chúng ta bỏ ra lại quá nhiều như vậy thì theo bà liệu rằng nó có hợp lý hay không ạ? Ờ, cái hợp lý này thì phải lệ thuộc vào một cái trường hợp chữa lành nào có cụ thể. Đấy, ta rất khó nói bởi vì chữa lành nhiều khi như tôi vừa nói nãy nó là một tổng thể rất nhiều những cái liệu pháp. Ví dụ như là một người chỉ đơn thuần bị stress đến một cái cơ sở trị liệu tâm lý, có khi là anh ta bị stress hàng tháng liền hoặc thậm chí 2 3 tháng liền đến người mệt mỏi ủ rũ, không ăn không làm được. Có khi đến cơ sở tâm lý trị liệu người ta chỉ tư vấn cho 15 20 phút thôi thì anh đã thoát ra khỏi hoàn toàn cái tình trạng ấy và trở về một người khỏe mạnh bình thường lại ham ăn, ham làm, ham làm việc, ham cống hiến. Thế thì thế thì Mỹ khi phải trả cho cái dịch vụ như thế khoảng 1 triệu, 2 triệu hay 5 triệu chẳng hạn thì để cho rằng ô thì có 15 phút như thế thì quá đắt đối với mình. Nhưng mà cái người bệnh nó không hiểu được rằng rằng là để có được 15 phút đấy, bác sĩ tâm lý trị liệu và tư vấn cho anh ta thì người bác sĩ đã phải trải qua cả một quá trình đào tạo 10 năm, 15 năm, thậm chí 20 năm và sự trả giá trải nghiệm trong nghề nghiệp có thất bại, có thành công thì mới trở thành một bác sĩ tâm lý để mà tư vấn cho anh ta trong 15 phút thoát khỏi cái tình trạng stress lúc bây giờ. Tất nhiên không tránh được, không tránh được có những dịch vụ cũng mang danh là dịch vụ chữa lành thì rất nhiều các cái cơ sở tôn giáo tư nhân mọc lên như nấm và cũng mang danh chữa lành. Tôi cũng đã trải nghiệm một cơ sở chữa lành như thế. Và tôi đi theo bạn bè như với tư cách một người đến chữa lành chứ không phải là một nhà nghiên cứu. Thì tôi cũng nhận thấy là người ta cũng không bắt buộc phải thu bao nhiêu phí đâu. Thế nhưng mà mọi người tự nguyện để vào. Mọi người tự nguyện để vào nhưng mà cả một buổi sáng hôm ấy tôi chờ đấy chỉ là cái cái bà chủ của cái cơ sở ấy là bà đứng ra bà hát mấy cái bài hát thôi đấy thế thì khi mà hát mấy cái bài hát đó sau đó lại đưa cho mỗi người một cái gói lá thuốc lá cái thuốc lá đó thì không ai biết thành phần là cái gì thế và cứ mang về sắc uống thì có những người có thể hợp và khỏi và có những người tôi biết cũng đã chết sau những cái cuộc chữa lành vì anh ấy đi cùng với tôi sau 2 tháng sau thì anh ấy mất đấy Thế còn lại thì khi mình đã lựa chọn những cái cơ sở mà nó có nhiều cái dịch vụ khác nhau để chữa lành thì ta phải cân nhắc dựa trên cái nhu cầu và dựa trên cái túi tiền của ta để mà ta tham gia để tránh cái tình trạng mà tiền mất tật mang nhưng mà cơ thể cũng như tinh thần thì chẳng được chữa lành. Dạ vâng và chúng ta vẫn cứ phải tìm hiểu rất là kỹ về cái dịch vụ đó, cái người mà quản lý dịch vụ đó cũng như là xem là cái hiệu quả của cái dịch vụ đó có thực sự là phù hợp cũng như là xứng đáng với cái số tiền mình bỏ ra không đúng không ạ? Một cái điều mà tôi nghĩ rằng là cũng khá nhiều người băn khoăn đó chính là uh, khi mà chúng ta cần chữa lành có nghĩa là chúng ta đang gặp phải vấn đề về tâm lý. Đúng vậy. Uh, vậy thì vì sao mà chúng ta lại không tìm tới những cái nhà nghiên cứu về tâm lý, những cái chuyên gia tâm lý học mà chúng ta lại tìm tới những cái dịch vụ chữa lành có cái điều gì ưu việt hơn hay là chúng ta cần phải lựa chọn dựa theo những cái tiêu chí như thế nào? Uh, cái này đúng là một cái thực tế ở Việt Nam do người Việt Nam thứ nhất là không có thói quen đến trị liệu tâm lý không có thói quen. Trong các cái cuộc hôn nhân khi mà chúng ta khủng hoảng trong hôn nhân thì việc đầu tiên người ta phải nghĩ đến là đi tư vấn về tâm lý chứ không phải đi cầu đi cúng. Nhưng mà người Việt Nam trong truyền thống là khi gặp những vấn đề trục trặc trong đời sống tinh thần, đời sống tâm lý thì lại đi cầu cúng chứ không phải đi đến bác sĩ tâm lý. Thì đấy là một cái hiện thực thứ nhất. Đó là cái thói quen. Mà thay đổi một thói quen nhiều khi còn khó hơn thay đổi cả bản chất. Thế là cái thứ hai nữa là cái dịch vụ chữa lành bây giờ do họ tư nhân mọc lên rất là nhiều và họ cũng có những cái quảng bá rất là lớn thậm chí họ quảng bá tới từng cá nhân bằng qua các cái hình thức là xin các cái số điện thoại họ quảng bá họ mời chúng ta đến những cái cuộc hội thảo dưới danh nghĩa các cái cuộc hội thảo và họ mời chúng ta đến những cái cơ sở vừa là tâm linh vừa là du lịch và ở đó có cả những cái dịch vụ về thực dưỡng Thế thì tự nhiên là nó kích thích, nó đánh vào cái tâm trí tò mò cũng như là muốn thưởng thức khi mà nó lồng ghép nhiều yếu tố vào trong cùng một cái cơ sở chữa lành. Tuy nhiên ấy, thì quay trở lại cái việc rằng là có những trường hợp mà dự những cái cuộc hội nghị hay là dự những cái cuộc tham vấn tập thể mà cái người đứng lớp ấy, người đứng ra tư vấn, ta gọi là người đứng ra tư vấn ấy, cho mọi người thì tôi cũng 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 có một vài cái trường hợp là phản hồi lại rằng là là cũng có cái nội dung thì nghe được nhưng có những nội dung thì cũng thấy rất là bất hợp lý Từ đó mới đặt ra cái vấn đề là Vậy cái người đứng ra tư vấn ấy, Cho những người được chữa lành Anh thực sự có được đào tạo bài bản về chữa lành đó hay không Ai cấp cái chứng chỉ đó cho anh Thì cái này lại thuộc về cái khâu quản lý Như tôi đã nói lúc nãy Khi cấp phép cho một cái cơ sở Mang danh hoặc là quảng cá Về chữa lành Thì cái đơn vị cấp phép ấy, Phải hiểu được thứ nhất thế nào là chữa lành Thứ hai chữa lành gồm những cái gì thế thì cái đơn vị mà đăng ký cái hoạt động chữa lành đó thì phải đăng ký tất cả cái cái cái, cái gói dịch vụ của họ ra để tránh cái trường hợp có khi trên thực tế tiềm năng của người ta chỉ có thể đăng ký được tới hai gói dịch vụ thế nhưng mà đến lúc mà họ thực thi đối với khách hàng lên tới năm bảy gói dịch vụ chẳng hạn thì đấy là trường hợp mà chúng ta hay gặp ở Việt Nam. Dạ vâng ạ, có thể nói rằng là chính cái việc mà chúng ta quảng cáo quá mức, không quản lý được những quảng cáo thái quá và dịch vụ nào cũng gắn mắc chữa lành và như vậy thì đã khiến cho khái niệm chữa lành vốn dĩ về bản chất là một khái niệm rất là tốt, bây giờ lại trở thành vàng thao lẫn lộn đúng không ừ. ạ? Người tiêu dùng cũng không thể biết được đâu là cái dịch vụ thực thực chất. À vậy thì. Nói đi nói lại thì vẫn phải nói rằng là chữa lành vẫn là một cái nhu cầu tất yếu của xã hội hiện nay và ai cũng cần phải quan tâm tới tinh thần của mình cả. Vậy thì bà có cái lời khuyên như thế nào, một cái lời chia sẻ như thế nào để chúng ta có thể trả lại cái sự thực chất cho cái dịch vụ chữa lành này và mang tới cái giá trị cho cộng đồng ạ? Ờ, ở đây thì tôi không nói là lời khuyên nhưng bằng cái sự trải nghiệm cuộc sống của mình thì tôi cho rằng là cá nhân của mỗi một con người hay một gia đình cái điều đầu tiên phải nâng cao cái nhận thức của mình đã. Mình phải có trí tuệ mình phải có tri thức đã thì mình mới phân biệt được thế nào là chữa lành thật và thế nào là chữa lành giả. Cái thứ hai nữa mình phải biết mình có cần được chữa lành hay không. Chứ đừng có đừng có gọi là thấy người khác đi thì mình cũng đi. Và cái thứ ba nữa rằng là nếu thực sự không cần phải đến cơ sở chữa lành mình hoàn toàn có thể tự chữa lành được cơ mà. Tôi lấy ví dụ như là mình chọn các cái công việc để làm nó phù hợp với thể trạng của cá nhân, phù hợp với hoàn cảnh của gia đình phù hợp với sức khỏe của cá nhân để chúng ta không bị quá tải bởi công việc chúng ta còn thời gian để thư giãn à, thay vì cái việc mà chúng ta uh, dày công đi xây đắp các mối quan hệ thì uh, thì chúng ta hãy để cho thời gian để trau dồi cho chính bản thân mình cả về thể xác lẫn tinh thần tôi lấy ví dụ như là có một cái câu nói rất hay là đừng có mãi chạy theo đàn ngựa mà hãy chăm cái đồng cỏ của mình khi cái đồng cỏ của mình tốt thì tự những con ngựa nó sẽ đến thì cá nhân con người cũng thế nếu chúng ta cứ ngoài cái công việc ra chúng ta lại bỏ hết thời gian đi chăm chút cho các mối quan hệ đến lúc mà nó mệt lả rồi thì mới thấy là ô mình cần phải chữa lành về tinh thần nhưng thực ra chúng ta chỉ giảm bớt những cái hoạt động vô bổ là chúng ta đã có thời gian nghỉ ngơi và khi chúng ta nghỉ ngơi làm việc hưởng thụ hợp lý thì tự chúng ta đã có thể là reset lại cơ thể và chữa lành một buổi đi xem hòa nhạc đúng không cuối tuần mua cả mua vé cho gia đình đi hoặc là tự bản thân đi nghe một buổi hòa nhạc nghe một cái đêm ca nhạc chúng ta cũng có tác dụng chữa lành cơ mà sau một cái kỳ làm việc căng thẳng vì dự án hay vì cái tiến độ của công việc chúng ta tự cho phép mình nghỉ ngơi ngủ nghỉ thoải mái một hai tuần một hoặc một hai ngày để chúng ta tự đi du lịch thì đấy cũng là chữa lành chứ Thế nên là nếu hiểu được thế nào là chữa lành thì tôi tin rằng là mỗi cá nhân con người hoàn toàn có thể tự control được cái cuộc sống của mình và mình tự reset lại cuộc sống tinh thần của mình để tự chữa lành, trừ phi những ca quá nặng liên quan đến các cái bệnh về mặt tâm lý học và thực thể thì chúng ta hãy tìm đến những cái cơ sở chữa lành có uy tín. Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Ngọc Mai đã dành thời gian để chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tới đây chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.